sau lưng của Giang là sân khấu ngôi sao của cung văn hóa Đầm Sen, và nơi đây diễn ra vòng chung kết của cuộc thi lễ hội hóa trang Halloween, và chúng ta cùng xem một số tiết mục đặc sắc của chung kết này nhé. Yeah.
chỉ là buổi Halloween của hôm nay cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Và nhóm phóng viên Hai Vệ Tinh, Danh Nghiện, và Ruby Dan xin chúc các bạn có một đêm